Rồi lại là mình đây, cũng là góc quay này và cũng là cái áo này. Mình vừa tắt video kia, mình quay tiếp video này luôn đó. Rồi bây giờ hồi nãy là chúng ta đã cùng tìm hiểu qua về cái sản phẩm cho hôn mặt rồi. Và bây giờ trước khi mà chúng ta đi tới cái phần thiết lập vận chuyển, là thiết lập thanh toán cho Homas, mình xin nói qua một cái phần khá là quan trọng. Đó là cái phần sửa lỗi cái những cái trang mặc định do Homas đã tạo ra. Có nghĩa là hiện tại khi mà cài Homas thì những cái trang mà nó tạo mặc định, ví dụ như trang shop, trang giỏ hàng, trang thanh toán, một vân, nó sử dụng cái kiểu là full size editing. Nhưng mà một số trường hợp, ví dụ như bạn đang dùng một cái theme, ví dụ như là của Elementor đi, hay là một cái theme nào đó không hỗ trợ full size editing, thì cái phần hiển thị những cái nội dung cái trang đó, đó nó sẽ không có được đẹp và nó, đôi khi nó sẽ bị lỗi. Cho nên ở trong video này mình sẽ đề cập tới hai vấn đề. Một là mình sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển đổi những cái trang mà do Figma tạo ra sử dụng full size editing qua kiểu trang cổ điển. Và cái vấn đề thứ hai đó là dành cho các bạn nào đang sử dụng Elementor, đó là mình sẽ hướng dẫn bạn cách xây dựng cái trang trong Figma với Elementor. Ví dụ như là trang hiển thị là sản phẩm nè, rồi tùy biến là cái trang xem thông tin sản phẩm không vâng. Những tất cả những phần đó mình sẽ hướng dẫn trong video này, cho nên video này cũng sẽ hơi khá là dài đó. Rồi ok, chúng ta quay vào video thôi nha. Rồi bây giờ chúng ta vào cái phần page để mà xem những cái trang mặc định mà do Hookmart nó tạo ra. Chúng ta xem qua trong đó nó có gì nha. Như mình có đề cập á, là một số cái trang của Hookmart tạo ra bây giờ nó sẽ sử dụng block editor, cho nên là nó sẽ hiển thị không tốt trên một số cái theme, và đặc biệt là nó sẽ không hỗ trợ một số plugin được cài vào. Ví dụ như cái trang giỏ hàng, bây giờ mình xem cái trang giỏ hàng nè. Cái trang giỏ hàng chúng ta bây giờ nó sẽ hiển thị kiểu như thế này, và trong nhiều trường hợp cái phần này nó sẽ hiển thị không tốt trên theme. Để mà nó hiển thị tốt hơn trên theme á, chúng ta phải đưa cái phần trang này về cái dạng là dạng source code. Bây giờ mình thử sửa cái trang này ha. Đó, và bạn thấy là khi mà chúng ta sửa cái trang này, là các bạn thấy những cái phần trong này, trong cái phần trang giỏ hàng này á, là nó sẽ sử dụng cái block editor. Dĩ nhiên là bạn có thể bạn tùy biến tùy chỉnh là những cái thông tin ở đây, nhưng mà mình thấy nó cái khả năng tùy biến cái phần này nó không nhiều, và đặc biệt là đôi khi một số plugin hỗ trợ bạn làm là giỏ hàng nó sẽ không hoạt động được với cái trang này. Cho nên chúng ta sẽ đưa cái trang này về sử dụng source code hồi xưa thay vì sử dụng block editor. Và để đưa cái trang này về dùng dạng source code như trước đây, chúng ta phải xóa những cái phần này đi. Bây giờ mình chọn nguyên cái cả cái block này nha. Mình xóa đi. Sau đó các bạn chèn giúp mình một cái block tên là cast. Thì khi mà chúng ta tìm cái từ khóa này, nó sẽ có ba cái block. Ở đây các bạn nên chọn block là classic cast. Đây. Và sau khi chèn cái block classic cast, tức là cái giỏ hàng cổ điển đó, nó sẽ có một cái cảnh báo, nhưng mà mình nghĩ các bạn nên bỏ qua và mình save lại. Rồi mình xem trang nó sẽ thấy sự khác biệt nè. Đó, lúc này cái phần giỏ hàng dĩ nhiên là nó sẽ không chia hai cột đẹp như trước đâu, nhưng ít ra nó vẫn sẽ hiển thị nó gọn gàng hơn, và đặc biệt là nó tương thích trên mọi cái theme. Trong phần 2 cái video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm lại cái phần này cho nó đẹp hơn một xíu. Nhưng mà bây giờ bạn có thể tạm hiểu là chúng ta đang sử dụng cái trang giỏ hàng với thiết kế cổ điển. Đó, vậy thôi cho nó khỏi bị lỗi. Rồi tương tự với một số cái trang khác. Đó là các bạn tìm cái trang check out, tức là trang thanh toán của mình. Mình cũng vào sửa nó. Sau đó là mình sẽ xóa nó đi. Và mình dèm một cái block là check out. Classic check out. Đó, mình lưu lại. Và mình xem nó hiển thị nó hơi cũ một xíu nhưng mà nó hiển thị tốt. Mà đặc biệt cái lý do mà mình hướng dẫn các bạn chuyển cái cách hiển thị của trang thanh toán này về cái dạng cổ điển là tại vì trong cái phần video sau mình sẽ có hướng dẫn các bạn thiết lập thêm cái phần chọn tỉnh thành này. Thì nếu mà để cái dạng trang check out như mặc định dùng block editor thì cái tính năng đó không hoạt động được nha. Hiện tại là không hoạt động được. Không biết sau này như thế nào, nhưng mà hiện tại các bạn phải đưa cái trang check out này về dạng cổ điển như thế này thì tính năng đó mới hoạt động được. Đó. Rồi, tương tự còn một số trang nữa mình làm cho xong luôn. Trang My Account mình sửa thử. Trang này đang sử dụng số code rồi.
nếu mà bạn vào bạn thấy cái trang nó chèn một cái số code như vậy thì có nghĩa là nó ok rồi ha, chúng ta không cần sửa. Chúng ta quay lại nè, mình còn trang shop mình thử sửa nó. À, cái trang shop này mình quên mất là trang shop này chúng ta không cần phải khai báo gì hết nha, nó sẽ tự hiển thị dựa theo cái truy vấn ở mặc định trên trang. Mình ra lại đó, là xong đó. À, cái phần sửa lỗi hiển thị của cái trang thanh toán và giỏ hàng à, mình đã hướng dẫn xong rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi qua phần 2 trong video này, đó là chúng ta sẽ thiết kế lại những cái trang, ví dụ như trang hiển thị sản phẩm, trang giỏ hàng, trang thanh toán bằng Elementor. Nếu mà các bạn đang không sử dụng Elementor thì các bạn có thể bỏ qua phần sau cũng được ha, tại vì nó sẽ không cần thiết. Nhưng mà nếu các bạn đang dùng Elementor và bạn đang mong muốn thiết kế lại những cái trang trong HomeCommerce, ví dụ như trang hiển thị nội dung sản phẩm, trang hiển thị tất cả sản phẩm luôn theo ý của mình, thì ok, chúng ta qua phần sau. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi thiết kế lại cái trang shop, có nghĩa là cái trang hiển thị những cái sản phẩm theo ý của mình dựa trên Elementor. Để mà xem cái trang shop mặc định đó, các bạn vào phần page và mình tìm cái trang tên shop nha, sau mình xem thử. Thì đây là cái trang shop mặc định, nó sẽ không có hiển thị hai cột, nó chỉ có một cột thôi, và nó sắp xếp sản phẩm theo dạng lưới như thế này. Nhìn chung thì cũng ok, nhưng mà nếu mà bạn muốn thiết kế lại trang này cho nó đẹp đẽ hơn, nó có tính năng theo ý của mình hơn thì mình tinh chỉnh lại. Rồi, và để thiết kế cái phần này á, chúng ta sẽ thiết kế một trong một cái trang mới. Bây giờ mình vào phần new nè, mình chọn page. Bây giờ ở đây chúng ta sẽ đặt tên trang nào đó mà nó sẽ không có trùng với cái phần trang shop kia. Ví dụ mình đặt tên là sản phẩm ha, là gian hàng đi. Ok. Rồi, trong phần này chúng ta cũng chọn cái template là Elementor Full Width nha. Và mình đăng lên. Sau đó mình sẽ ấn nút sửa với Elementor. Dĩ nhiên rồi. Rồi, bây giờ mình giả sử chúng ta sẽ muốn thêm cái trang shop này với cái dạng là hiển thị hai cột. Bên tay phải là danh sách những sản phẩm và bên tay trái là một số tính năng, ví dụ như tính năng lọc sản phẩm dựa theo từ khóa hay dựa theo khoảng giá vân vân. Đó, thì dĩ nhiên chúng ta cũng sẽ có cái cấu trúc hai cột ở đây. Và dựa theo những gì mà chúng ta đã thao tác với Elementor, chúng ta muốn hai cột thì làm sao nè? À đúng rồi, mình sẽ thêm một cái container vào. Sau đó là mình đưa cái container về direction là row. Tiếp tục mình sẽ chèn một cái container nữa. Cái container này là container cột trái. Như hồi nãy mình nói, cột trái mình sẽ hiển thị những cái tính năng. Cho nên là cái phần này mình cho nó hiển thị nhỏ thôi, ví dụ như là 30%. Đó. Hoặc nhỏ hơn nếu các bạn muốn, mình cho hẳn 20% cho nó nhỏ. Bây giờ chúng ta thêm một cột nữa, chúng ta nhân đôi cột lên, ấn chuột phải vào nó, chọn duplicate và nhớ chỉnh chiều độ nó về là 80. À. Khi mà chúng ta đã có hai cột rồi, bây giờ chúng ta sẽ từng bước xây dựng cái phần trong cột này. Và trong cái phần hiển thị sản phẩm này, chúng ta muốn hiển thị sản phẩm theo dạng lưới đúng không? Tức là dạng là một hàng có 3 hoặc 4 sản phẩm gì đó, nó hiển thị theo dạng lưới. Thì mình sẽ sử dụng một cái widget tên là loop grid đó. Thì trong cái phần này, nếu mà các bạn có theo dõi video một cái tin gọn từ đầu tới giờ thì các bạn biết là phần này chúng ta đã làm rồi ở cái phần thiết kế trang blog đó. Trong cái phần mà và khi mà chúng ta thêm cái widget này vào rồi á, các bạn nhớ đầu tiên là chúng ta phải chọn là cái template style là product nha, có nghĩa là chúng ta sẽ cho nó hiển thị cái dữ liệu của cái poster tên là product, có nghĩa là tượng trưng cho sản phẩm của mình đó. Còn cái template này là chúng ta phải tự đi xây dựng. Đó. Và bây giờ mình ấn nút create template này để mà mình xây dựng một cái template hiển thị cho sản phẩm ha. Rồi bây giờ chúng ta muốn hiển thị sản phẩm ra ngoài đây bao gồm những cái gì ha? Chắc chắn rồi, đầu tiên sẽ là một cái hình ảnh là tức là feature image. Dưới hình ảnh nó sẽ có cái gì? Nó có cái tiêu đề của cái sản phẩm đó. Thì ở đây chúng ta có một cái widget tên là product title. Và cái product title này mình nên cho nó là span đi, không heading ở đây,
span cho nó phù hợp. Rồi có thể là chúng ta sẽ muốn nó hiển thị to ra một xíu, mình vào tới style, mình vào topography, mình cho nó là 20 pixel đó, ông áp. Và ở dưới phần tên sản phẩm này mình nghĩ là nên cho thêm một cái phần là số lượng hàng trong kho đi, mình có cái việc product stock mình cứ kéo vô thôi. Do là chúng ta không có khai báo số lượng trong sản phẩm này cho nên nó đang không có dữ liệu nó hiển thị ra đó, nhưng mình cứ mặc kệ đó. Rồi tiếp theo nữa là cái mình nghĩ là thêm cái phần product rating đi, tức là cái đánh giá sản phẩm, nếu mà sản phẩm đó nó có được khách hàng đánh giá thì nó sẽ hiển thị cái dấu sao ở đây đó. Bạn có thể bạn tùy chỉnh mấy cái phần này trong này là cũng hay ấy. Và phần tiếp theo là gì? Đó là cái giá của sản phẩm. Chúng ta kéo cái product price vào đây. Rồi bây giờ cái giá nó đã hiển thị rồi. Bạn có thể chỉnh lại cái giá nó hiển thị cho nó nét nét một xíu. Và trong phần giá này á, mặc định nếu mà sản phẩm nó không có giá khuyến mãi, nó chỉ hiển thị cái giá gốc thôi. Còn nếu mà nó có khuyến mãi thì nó sẽ hiển thị hai cái giá nha. Và lúc này cái giá chính, cái giá gốc nó sẽ được làm mờ đi và nó sẽ làm nổi bật cái giá khuyến mãi lên. Đó. Cho nên ở đây nếu bạn muốn thiết lập là cái màu sắc của giá khuyến mãi, các bạn có thể chọn phần này, Surprise nè, đó nó có thiết lập phần này. Hoặc là các bạn có thể tùy chỉnh màu của cái giá mặc định. Bây giờ mình muốn cho giá ra giữa, mình có phần căn giữa này, đó, cho đẹp một xíu. Do giao diện mình đây chỉ dùng trắng đen thôi, cho nên thôi giá mình cho nó màu đen luôn đi. Rồi, sau giá là cái gì nữa? Bây giờ có giá, có hình ảnh, có thông tin mà thiếu gì? Thiếu nút thêm vào cho hàng. Đó. Rồi do cái sản phẩm điện thoại ABC này á, là mình là sản phẩm có biến thể đúng không, cho nên là hiện tại nó hiển thị ra thay vì cái nút nó tên là thêm vào giỏ hàng thì bây giờ nó ra một cái nút tên là chọn tùy chọn đó, đó là đặc tính của sản phẩm có biến thể. Thì cái phần này chút nữa chúng ta lưu lại, chúng ta sẽ thấy những cái sản phẩm khác hiển thị như thế nào. Trong cái basic này bạn muốn thì bạn có thể tùy chỉnh lại cái phần nút nè đó, bạn muốn cho cái nút đó nó sẽ như thế nào, mình cho ra giữa nè. Rồi mình cho cái màu, mình cho cái nút theo một giỏ hàng là màu accent đi cho nó bật một xíu. Text color mình cho là màu light gray đó. Rồi view card, cái phần này mình để nguyên. Số lượng mình chỉnh, tức là trong cái phần cái nút mà thêm vào giỏ hàng á, nó có một cái phần nữa, với sản phẩm bình thường nó sẽ có một cái ô nhập số lượng vào. Nếu mà bạn không muốn nhập cái số lượng trong phần này để mà nó rối, mình nên bỏ đi nha. Variation là cái phần hiển thị của những cái sản phẩm mà có biến thể đó. Bây giờ bạn có thể bạn tùy chỉnh lại cái phần này, ví dụ như cái label là cái những cái tên biến thể đó, mình tùy chỉnh màu, nhưng mà kệ, ở đây mình để nguyên. Rồi bây giờ tạm thời mình đã có một cái template hiển thị sản phẩm trong cái widget tên là Loop Grid như thế này rồi, mình lưu lại ha. Đó, và bây giờ bạn thấy khi lưu lại nó đã hiển thị mỗi sản phẩm, mình nghĩ cũng khá là ok. Tạm thời mình như vậy thôi, các bạn muốn thì các bạn có thể tự tùy chỉnh lại ha. Rồi bây giờ chúng ta quan tâm tới một cái nữa, đó là cái phần thiết lập cái số lượng cột trên cái phần loop grid này. Mặc định nó sẽ có là 3 cột đó, tức là mỗi hàng nó sẽ có 3 sản phẩm cho một hàng. Thì bạn muốn tùy chỉnh là thì bạn cứ chỉnh đây đó, to nhỏ gì cái tiêu chỉnh đây. Mình nghĩ là theo cái giao diện này thì hiển thị 3 sản phẩm là đẹp rồi, mình để nguyên. Tiếp tục là cái phần phân trang. Phân trang thì giả sử bạn có nhiều sản phẩm thì nó sẽ có phân trang, và mình nghĩ với trang bán hàng thì chúng ta không nên dùng cái phân trang dạng bấm tải như kia, mà mình sẽ sử dụng cái phân trang dạng số đi cho nó dễ nhìn và dễ và trực quan. Nhưng mà ở đây do mình đang ít sản phẩm á, mình các bạn sẽ không thấy cái phân trang đâu. Nên chút nữa mình chúng ta rảnh thì chúng ta cứ tạo thêm sản phẩm ra. Rồi nếu mà cái số lượng sản phẩm mà nó vượt cái con số này á, nó sẽ có cái phân trang. Chỉ là như vậy thôi. Chúng ta tạm thời lưu lại. Đó. Thì bây giờ chúng ta đã có cái phần hiển thị sản phẩm rồi. Nhưng mà cái cột trái nó hơi thiếu đúng không? Chúng ta sẽ làm thêm tính năng là filter lọc sản phẩm ở bên cột bên tay trái đó. Hoặc là bạn thấy bạn sử dụng cái widget chèn hình, chèn chữ gì bất kỳ vào đây cũng được, tùy với bạn. Nhưng mà nếu mà bạn muốn cái tính năng lọc xem sản phẩm mà trên Elementor thì hiện tại Elementor nó chưa có hỗ trợ cái phần đó. Cho nên chúng ta sẽ sử dụng một plugin hỗ trợ. Ở đây chúng ta sẽ cài một plugin, mình nghĩ là nó cũng khá là nhẹ thôi.
cái plugin nó tên là Product Filter by WBW. Bây giờ mình vào lại trang quản trị Assistant Request, mình ra là trang này và mình vào phần plugin Add New, mình tìm với từ khóa là Product Filter by WBW nha. Tại vì mình thấy là có rất là nhiều plugin hỗ trợ filter với Elementor, nhưng mà mình thấy plugin này á, nó khá là dễ dùng, cũng có nhiều tính năng, cho nên là bạn thấy bạn sử dụng cái này. Rồi mình ấn nút install cài plugin này. Các bạn nhớ cái tác giả plugin này tên là Hubi Hu nha, tên gì khó đọc phải chừng. Rồi mình kích hoạt nó lên. Rồi bây giờ mình để mà tạo cái filter, chúng ta vào phần WBW Product Filter ở đây, chúng ta vào phần Add New Filter nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có một cái filter dành cho sản phẩm và chúng ta đặt tên nó là filter trang sản phẩm. Tại vì có thể sau này bạn sẽ muốn có nhiều cái filter khác nhau nên mình nên đặt tên cho nó dễ nhìn. Và trong filter này chúng ta muốn filter cái gì? À bây giờ thứ nhất là mình muốn filter theo giá nè. Rồi thứ hai cái này quan trọng nữa, rất quan trọng, đó là sắp xếp theo cái gì? Sắp xếp từ lớn tới nhỏ, từ giá thấp tới cao vân vân. Đó thì mình dùng tính năng sort bar này. Và filter theo danh mục sản phẩm nè, chắc chắn rồi. Nếu mà bạn muốn họ filter theo thuộc tính của sản phẩm, tức là phần attribute á, thì chúng ta vào đây. Rồi gì nữa? Muốn filter sản phẩm là đang khuyến mãi, nhấp vào đây. Và muốn filter theo cái tình trạng hàng trong kho, ví dụ như cái hàng nào đang hết thì hiển thị ra, cái hàng nào đang còn hàng thì hiển thị ra, thì chúng ta nhấp chọn đây. Ở đây mình không có dùng một lý kho cho nên mình không có phần này. Rồi filter theo đánh giá nè, rồi tìm theo từ khóa, mình thấy cũng ok, cũng nên cần đó. Rồi mình tạm thời có những filter đó, mình ấn create. Khi mà chúng ta tạo ra một filter xong, các bạn nhìn cột bên tay phải, đây là cái hình dáng của cái phần filter của chúng ta. Và mình muốn đổi màu phần này sao, đúng không? Rất tiếc tính năng đó thì không có trong phiên bản miễn phí. Nếu mà bạn nào rành về CSS á thì các bạn có thể tự viết CSS thủ công cho phần này, nhưng mà phần này mình thấy viết CSS hơi cực cho nên mình không có demo trong video này luôn. Mình tạm bỏ qua, mình dùng mặt nền của họ cũng ok. Rồi cái phần này bạn thấy bạn đổi tên là nha, ví dụ price thì bạn nhập là giá đó, sắp xếp theo, rồi danh mục sản phẩm, chọn khuyến mãi và đánh giá. À rồi mình sẽ tạm thời mình lưu lại ở đây. Không có thông báo gì nữa, cái thông báo bé tí bên đây này. Rồi khi mà chúng ta tạo filter xong, các bạn để ý ở trên chúng ta sẽ có một cái shortcode cho filter này. Nhiệm vụ chúng ta bây giờ là chúng ta sẽ copy shortcode này, chúng ta vào lại trang thiết kế khi nãy, mình vào phần page, mình tìm cái page cửa hàng của mình, dân hàng chứ, mình sửa nó với Elementor. Và trong cái cột mà chúng ta muốn chèn filter này, chúng ta tìm một cái widget tên là shortcode, kéo vào và paste vào là xong. Chúng ta đã có ngay một cái tính năng filter. Sao nó chưa load xong nội, mình xem thử ngoài đây. Đó thì mình thấy là khi mà mình thêm cái phần filter xong thì nó cũng ok, đúng không? Đó, nếu mà họ cần filter theo khoảng giá thì nó sẽ hiển thị giá thấp nhất và giá cao nhất trên website của mình ở đây nè. Rồi đó, còn đây là filter theo, ủa sao nó không hiển thị cái tiêu đề, cái label ở đây ha. Đây thuộc tính, đây là danh mục sản phẩm nè. À ở đây mình quên mất là cái plugin filter này á, nó không có hiển thị tất cả các thuộc tính trong WooCommerce ra, mà chúng ta muốn khách hàng filter theo thuộc tính nào, chúng ta phải chọn thuộc tính đó trong phần thiết lập. Bây giờ mình quay lại cái trang cài đặt filter nha. Mình vào lại phần WBW filter, vào sort filter. Chúng ta tìm cái filter chúng ta vừa tạo, ấn sửa. Và trong cái phần này chúng ta nên mở, bấm vào nút này để mà nó mở ra cho thiết lập. Và chúng ta chọn thuộc tính mà chúng ta muốn khách filter. Và cái thuộc tính này nó phải được tạo trong cái phần product và attribute này nha. Bây giờ mình muốn là họ filter theo màu sắc.
Và phần tiêu đề này mình ghi là lọc theo màu sắc. Rồi bây giờ mình lưu lại thì mình thấy là khi mà chúng ta thêm một cái lọc đó vào, nó sẽ hiển thị cái những thuộc tính như là đỏ, hồng, xanh, xanh lá này kia, đúng không? Rất tiếc là cái hiện tại bức kính này nó chưa tương thích với cái phần hiển thị màu ở trong thuộc tính của chúng ta. Rồi chúng ta quay. Rồi và bây giờ chúng ta quay lại cái trang kia nha. Đó, bây giờ mình thử mình zoom chức năng của nó nè. Bây giờ mình muốn filter sản phẩm đang khuyến mãi đi, mình ấn vào đây, mình filter. Đó, nó hiển thị ra mỗi sản phẩm đang khuyến mãi thôi, mình bỏ chọn đi. Ấn filter thì nó sẽ ok trở lại. Rồi mình thử sắp xếp tại sao không sắp xếp theo giá nha. Rồi chúng ta nên quay lại phần thiết lập nữa rồi. Mình vào lại phần cấu hình filter. Mình sửa lại cái phần này. Và sort by nè, chúng ta ấn vào. Chúng ta bật những cái phần muốn sắp xếp lên nha. Ví dụ như muốn sắp xếp giá theo từ thấp tới cao bật lên. Muốn sắp xếp giá theo từ cao tới thấp bật lên. Rồi theo tên. Rồi theo mà kiểu như là mới thêm vào. Cái phần này mình bỏ đi. Hoặc là mình bật được. Đây là cái phần mà sản phẩm vừa được nhiều người mua đó. Rồi mình lưu lại. Rồi bây giờ mình thấy mình đã có cái gian hàng rồi. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra một lần nữa coi cái phần hiển thị sản phẩm mình nó ok chưa nè. À rồi, một lỗi là chúng ta chưa có cái liên kết trong cái tên sản phẩm. Mình vào Edit with Elementor, mình chọn cái loop item. Rồi chúng ta vào đây, chúng ta bật liên kết, chọn Dynamic Tag là Post URL. Đó, đúng không? Ok, rồi chúng ta lưu lại. Đó, thì bây giờ mình thấy là cái phần này hiển thị cũng khá ok rồi. Và nếu mà bạn đang thực hành làm cái website theo cái hướng dẫn của mình từ đầu tới bây giờ thì các bạn có thể tiến hành sửa cái header để mà chèn cái nút giao hàng vào, tức là chèn một cái biểu tượng cái giao hàng đó. Thì bây giờ mình vào phần Edit with Elementor nè, mình sửa header của nó nha. Rồi trong cái này á, trong cái phần này nè, mình thấy là để coi, mình kéo rộng nó lên một xíu nữa. Rồi lý do mình kéo rộng nó để mình nhét cái giao hàng vô giống gì á, mình tìm cái widget tên là Medical Card này nè, mình kéo vào cái phần header này đó. Thì khi mà kéo vào, chúng ta đã có ngay một cái giao hàng rồi. Nó có hiển thị luôn cái giá tiền ở đây. Bây giờ mình muốn cho nó gọn hơn thôi, mình không muốn cho nó hiển thị giá tiền thì mình ẩn cái subtotal đi là được. Và khi nhấp vào giao hàng, nó sẽ ra cái trang này. Mặc định nếu mà bạn xem trong cái trang thiết kế, nó hiển thị hơi xấu thôi, nhưng mà ra ngoài thì nó cũng hiển thị không tệ lắm đâu nha. Ok, không có lúc là mình tắt mẹ luôn. Rồi ok, mình cái phần này mình cứ kéo lại đi. Ok, rồi publish lại. Rồi bây giờ mình ra là trang website mà mình xem. Thì giờ ở cái phần header này nó có một cái giới hạn, nó có mặc định, nó có một cái viền, bạn vào phần style bạn sửa, bạn bỏ đi là được. Cái này đó, mặc định mình thêm vào nó có một cái viền, bạn vào phần style bạn sửa đi là được nha. Cái này rất là dễ cho nên mình cũng kệ, mình bỏ qua. Khi bấm vào nó ra cái phần dàn giao hàng này cũng khá là ok, đúng không? Đó, rồi trong phần này chúng ta đã thiết kế xong cái trang shop và cái phần giao hàng trên cái menu. Khi mà thiết kế xong cái trang cửa hàng xong á, thì chúng ta phải vào phần thiết lập của WooCommerce để mà thiết lập cho nó hiểu rằng là chúng ta đã có một cái trang hiển thị sản phẩm mới rồi, và nó sẽ hiểu cái trang đó là trang hiển thị sản phẩm trên website. Rồi vào phần setting, sau đó mình vào phần product, các bạn sẽ thấy một cái tùy chọn tên là shop page như thế này ha. Mình chọn nó và mình chọn cái trang gian hàng mình mới tạo. Mình tìm cái trang gian hàng rồi đây, và mình ấn lưu lại xong. Và cái loại trang thứ hai mà chúng ta có thể tùy biến lại với Elementor, đó là cái trang thanh toán. Cái trang thanh toán là chúng ta sẽ thấy nó khi mà chúng ta thực hiện thanh toán trên website ha. Ví dụ mình vào phần giao hàng,
mình ấn nút check out. Lúc này nó sẽ chuyển tới trang thanh toán. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là tinh chỉnh là cái trang này trong Elementor. Dĩ nhiên là hiện tại trong Elementor nó cũng bị giới hạn một số tính năng để mà tùy biến cái trang này, nhưng ít ra chúng ta cũng có thể linh động được cái phần hiển thị ở trong này, rồi chúng ta cho nó hiển thị một cách phù hợp với cái giao diện của mình hơn. Bây giờ mình vào phần page và mình add new page để mà tạo một cái trang mới. Dĩ nhiên chúng ta đặt tên trang cũng không có trùng với trang cũ. Ví dụ như là trang cũ chúng ta xin check out là tiếng Anh, bây giờ chúng ta đặt tiếng Việt là thanh toán thôi. Rồi chúng ta vào phần template Elementor full width và chúng ta cũng đăng lên. Sau đó chúng ta vào phần sửa với Elementor. Và để mà hiển thị ra cái phần thanh toán á, chúng ta sử dụng một widget duy nhất, chúng ta tìm cái từ khóa là checkout. Đó, và các bạn kéo cái widget checkout vào. Đó, thì các bạn thấy ít ra trang thanh toán mình giờ nhìn nó cũng dễ nhìn hơn, đỡ ghê hơn nãy đúng không? Và bây giờ chúng ta có thể là sử dụng những cái tùy chọn trong Elementor để mà chúng ta tùy biến trong cái phần này. Ví dụ như là chúng ta muốn cái cột phải này nó luôn luôn chạy theo màn hình. Nếu mà cái trang mình trang thanh toán mình nó dài quá thì nó luôn luôn chạy theo màn hình. Đó là cái phần sticky right column này. Rồi cái phần building detail là cái phần mà những thông tin mà các bạn muốn hiển thị ra bên ngoài trang thanh toán. Cái phần này ở đây các bạn nên tạm không nên đụng tới, tại vì ở cái video sau cái phần mà mình thiết lập lại cái tính năng chọn tỉnh thành á thì nó cũng sẽ bao gồm luôn cái tính năng là ẩn một số cái trường không cần thiết. Ví dụ như ở Việt Nam chúng ta không cần cái trường là mã bưu chính, không cần cái trường này đó, vân vân, và bổ sung thêm một số trường ví dụ như là phường, xã, huyện, tỉnh thành đó. Nên là phần này là ở đây chúng ta nên tạo để nguyên đi, mình thấy là cũng không cần thiết. Rồi cái phần này là cái phần chúng ta muốn thêm cái order note hay như thế nào đó, nó cũng đơn giản thôi. Do đây nó có quá nhiều phần đây cho nên mình cũng thôi, mình cứ tạm bỏ qua các bạn muốn cái chỉnh phần này ha. Bây giờ mình ấn Public là xong, chúng ta đã có được một trang thanh toán mới rồi. Và cái bước cuối cùng trong phần này đó là chúng ta phải thiết lập trong WooCommerce sử dụng cái trang này làm trang thanh toán, để mà khi chúng ta ấn vào nút giao hàng, chúng ta ấn nút thanh toán trong đó, nó sẽ chuyển tới trang này thay vì chuyển tới cái trang kia. Đó. Mình vào phần WordPress này, mình vào phần WooCommerce setting, mình vào phần Advanced. Và các bạn thấy ở đây chúng ta có cái checkout page nè, chúng ta bấm vào và chọn cái trang thanh toán mà chúng ta vừa tạo. Đó. Chúng ta lưu lại. Bây giờ chúng ta sẽ thiết kế nốt một cái trang nữa, đó là cái trang hiển thị cái giỏ hàng, là cái trang này nè. Mình vào phần view card. Cái giỏ hàng mặc định thì nó cũng hiển thị hơi xấu, chúng ta sẽ tạo một trang mới cho nó. Bây giờ mình vào phần new, mình cũng tạo ra một cái trang mới và mình đặt tên ở đây là giỏ hàng. Rồi mình chọn template là full width luôn. Mình public lên. Sau khi public xong thì mình vào phần mình phải vào sửa với Elementor chứ. Vào đây. Và cũng giống như cái phần làm trang thanh toán, chúng ta chỉ cần kéo một cái việc tên là card vào đây. Đó, nó sẽ hiển thị cái phần giao hàng. Rồi chúng ta cũng có thể tinh chỉnh như là số lượng cột trong đây nè. Rồi sticky cột bên phải. Đó vân vân. Phần này chắc mình cũng không cần nói thêm. Và cũng tương tự cái phần tạo cái trang thanh toán, chúng ta cũng phải thiết lập lại trong WooCommerce nha. Rồi, mình vào phần WooCommerce, mình vào phần setting. Mình tìm phần Advanced. Và sau đó mình chọn cái phần Cost Page này thành cái trang giỏ hàng mình mới tạo hồi nãy. Và mình lưu lại. Coi như chúng ta xong phần này. Rồi, tiếp tục bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái trang, là cái trang hiển thị chi tiết cái nội dung của sản phẩm. Là cái trang này nè, mình vào phần Product. Sau đó mình xem sản phẩm. Nếu mà bạn không thích nó hiển thị như thế này, chúng ta cũng có thể tùy biến cho nó hiển thị lại theo ý của mình luôn. Để mà làm cái này á, dĩ nhiên chúng ta cũng phải cần cái tính năng Elementor Pro nha. Mình vào phần Dashboard và mình vào phần Template Theme Builder.
khi mà cài plugin Hookah vào, nó sẽ có thêm cái phần là single product để mà đại diện cho cái trang chi tiết của sản phẩm. Bạn có thể bạn tạo ra nhiều template để mà hiển thị cho từng sản phẩm khác nhau luôn cũng được. Nhưng mà ở đây mình sẽ tạo ra một cái template chung để hiển thị cho tất cả sản phẩm. Mở cái nút tạo cho nó. Và ở đây nó sẽ hiển thị ra một số cái giống như cái mẫu có sẵn liên quan tới WooCommerce. Thì thôi mình không dùng ha. Và theo cái ý tưởng của mình thì mình sẽ muốn là cái phần hiển thị sản phẩm cũng là hai cột thôi, cũng bao gồm cái break room. Bây giờ đầu tiên là chúng ta sẽ chèn cái phần break room vào trước. Chúng ta có một cái container riêng cho break room nha. Mình kiếm cái container mình kéo vào. Lý do mình sử dụng cái container riêng cho break room á, tại vì ở cái phần trong sản phẩm mình muốn chia ra làm hai cột để hiển thị cái thông tin. Cho nên là cái phần break room nó có một cột duy nhất thôi, cho nên mình nên tách ra một cái container. Rồi và mình cũng có một cái short code kéo vào. Và mình copy cái short code break room vào đây. Mình tìm đây. Đây là cái short code chèn break room trong cái run mask. Và mình cũng phải cần cấu hình lại cái phần hiển thị này. Ở trong cái template là single á, mình đã làm phần này rồi. Cho nên á, cái cách hay nhất là mình qua bên đó mình copy lại. Là bây giờ mình tạm để nguyên cho này, đây mình mở thêm một cái tab mới nha. Mình vào phần admin. Rồi mình vào phần template. Theme builder. Mình vào phần single post. Mình sau đó là có hai template đây. Là mình sửa cái này nè. Là mình copy nguyên cái này luôn. Mình mang qua copy rồi mình qua cái trang kia. Mình tắt đi. Mình bắt vào đây. Nó mang nguyên cái bedroom kia vào. Mình thử mình sửa đây cái single product review. Cái phần này thôi ABC. Đó, thì bây giờ nó đã hiển thị đúng cái bedroom mà mình mong muốn rồi ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có một cái khu vực để mà hiển thị thông tin sản phẩm chia làm hai cột. Thì mình cũng tiếp tục mình thêm một cái container vào. Và mình set cái container này là direction là row. Sau đó mình thêm tiếp một cái container. Mình cho nó là 50% hoặc là 40-30 đó tùy bạn. Mình nhân đôi lên. Bây giờ chúng ta đã có hai cột rồi và mình muốn bên cột bên tay trái nó sẽ hiển thị cái hình ảnh sản phẩm đúng không? Thì mình có một cái widget là product image kéo vào. Và các bạn cũng lưu ý là cái widget này nó hiển thị luôn cái phần product gallery nha, tức là cái những cái hình phụ của sản phẩm á. Và bên tay phải mình sẽ muốn chèn những thông tin về sản phẩm, ví dụ như là tên sản phẩm được đánh giá rồi cái mô tả ngắn vân vân. Nhưng mà mình mới nhảy ra một ý tưởng là mình nên thiết kế cái phần tên sản phẩm đó, nó nằm ở bên trên, tức là nó sẽ không có chia cột như thế này, nó nằm hẳn bên trên luôn. Thì mình tạo thêm một cái container ở trên nè, mình kéo cái container vào. Ở cái phần này chúng ta kéo một cái widget tên là product title. Đâu rồi, đây. Và cái product title này chúng ta nên cho nó H1 nha. Nhưng mà sẽ cần chỉnh cái size chữ xuống lại. Đủ nổi bật chưa? Bây giờ bên cột phải này mình sẽ muốn hiển thị một số thông tin, ví dụ như là cái phần review. Mình tìm tới cái widget là product rating. Do sản phẩm này chưa có review nên nó chưa hiển thị ra, mà kệ nó đi. Rồi tiếp tục là cái phần mô tả ngắn của sản phẩm đúng không? Mình có là short description. Đó. Bây giờ mình muốn phần short description này nó được đóng khung hay là nó có viền gì đó thì mình vào phần event. Mình vào phần background. Mình cho nó cái màu viền và màu là ray ray đi cho nó đẹp. Có thể là mình sẽ cho nó cái bo bốn cái góc trong cái viền này. Mình cho nó border radius là 8 đi. Cũng ok. Để dĩ nhiên cho nó thêm một xíu cái padding nữa để mà nó hiển thị ra nó đẹp một xíu. Bốn cạnh là 35 pixel. Chưa hợp lý lắm. Mình xóa đi. Mình sẽ cho top là 15 pixel. Bên phải là 35. Ở dưới là 15 và bên trái là 35. Đó, nó hiển thị nhìn nó đỡ ghê hơn. Cái phần tiếp phía dưới là cái phần giá sản phẩm đúng không? Mình cho nó cái hiển thị cái giá nè, là product price.
Giá thì mình để nguyên này cũng được, không sao. Và tiếp theo là cái nút thêm vào giỏ hàng. Chúng ta có add to cost đâu rồi? Đây. Và các bạn lưu ý rằng là những cái biến thể của sản phẩm với sản phẩm của biến thể thì để mà hiển thị những cái biến thể ra nó sẽ nằm trong cái widget add to cost này nè. Đó, hồi sớm giờ mình đi kiếm, mình kiếm hoài luôn, mình kiếm cái phần widget hiển thị cái biến thể mà mình kiếm hoài không ra. Rốt cuộc nó nằm trong cái nút theo dõi hàng bó tay. Và cái phần này bạn có thể tinh chỉnh lại gì đó tùy theo ý bạn ha. Rồi bây giờ chúng ta đã có phần hiển thị sản phẩm sơ bộ là như thế này rồi. Nhưng mà chúng ta muốn cái phần hiển thị nội dung chi tiết của sản phẩm đó nằm ở dưới này thì dĩ nhiên chúng ta cũng có thêm một container ở dưới để mà nó hiển thị toàn trang, nó không chia cột. Trong này á là các bạn có thể là hiển thị cái phần giới thiệu sản phẩm và cái phần thông số sản phẩm. Mình có một ý tưởng hay đó là chúng ta sẽ kết hợp với cái widget accordion, có nghĩa là những cái nút mà nó sổ ra cái nội dung, mức tức là mặc định nó sẽ không hiện ra mà chúng ta phải bấm vào thì nội dung nó mới hiện ra, thì nó gọi là accordion. Bây giờ mình vào mình tìm một cái widget tên là accordion, là kéo vào, hoặc là bạn dùng dạng tab cũng được nha, không sao. Rồi trong cái phần item accordion này, đầu tiên là mình sẽ có phần gì, là phần thông số sản phẩm, đúng không? Mình tạm đặt là thông số sản phẩm. Và trong cái nội dung accordion của thông số sản phẩm này, chúng ta kéo một cái widget tên là additional information. Đó, là bây giờ chúng ta đã có phần hiển thị cái thông số sản phẩm. Và bạn không muốn hiển thị cái phần chữ chữ này thì mình đúng ở đây để mình nó tắt đi. Rồi cái phần tiếp theo, phần item 2 này mình muốn nó hiển thị cái giới thiệu sản phẩm. Và trong này mình chèn một cái widget tên là, đây cái phần đó nó tên là product content nha. Nó kéo vào. Đó, thì bây giờ mà chúng ta đã có phần hiển thị nội dung giới thiệu sản phẩm khá là ok. Các bạn có thể là cho thêm cái padding vào đây để mà cái bài viết nó hiển thị nó đẹp mắt hơn. Mình cho cái padding nè. Vào đây mình cho padding top là 25. Right là 50. Bottom 25, left là 50. Đó, nó cho nó hiển thị nó gom lại nhìn nó ok ha. Thì sau khi tạo xong á, mình ấn public. Và trong phần collection này chúng ta nên đặt điều kiện đó nè, là include product, tức là có nghĩa là nó sẽ áp dụng với tất cả các sản phẩm. Mình save lại. Rồi giờ mình thử mình xem lại ha. Mình ra cái trang sản phẩm. Mình xem sản phẩm đơn giản trước đi. Đó thì bây giờ cái phần này nó đã hiển thị ok nè. Rồi bây giờ mình ra mình xem những sản phẩm khác. Cũng ok đúng không? Và đó là cái cách chúng ta sẽ thiết kế lại cái trang hiển thị thông tin sản phẩm trong HooCommerce với Elementor. Bây giờ chúng ta có một vấn đề là bây giờ mình vào cái trang cái category đi. À, mình thiếu một cái phần hiển thị cái category hay là cái danh mục sản phẩm. Mình thiếu phần này. Mình vào lại mình sửa lại cái phần single product này. Và cái widget để mình hiển thị cái danh mục sản phẩm đó, nó nằm trong cái phần product meta này. Mình kéo nó vào trong này đi, tạm thời mình để trong này. Khi mà mới chèn vào nó sẽ hiển thị dính nụ là như thế này. Chúng ta tiến hành là thêm cái divider cho nó. Và cái phần head này các bạn kéo lên. Đó. Sau đó nếu mà các bạn thấy vẫn dính nồi á thì mình thấy mình kéo phần space between này ra. Sau đó là mình vào phần caption này để mình chỉnh lại cái chữ để hiển thị ra, ví dụ như đây là danh mục. Tab. SKU. Rồi. Tạm thời mình có vậy, mình lưu lại. Và mình xem là cái trang ha. Mình vào đây đi, mình vào điện thoại mình chọn lại nè. Đó, và sau đó mình vào danh mục điện thoại. Thì mình thấy là bây giờ trong cái trang danh mục sản phẩm á, nó vẫn hiển thị giống như kiểu mặc định của WooCommerce. Nếu mà chúng ta muốn tùy biến lại trang này thì chúng ta sẽ làm như sau. Bây giờ bạn vào phần dashboard mình tìm là template builder. Sau đó mình tìm là product archive. Nó chưa có đúng không? Chúng ta tạo ra. Và bây giờ chúng ta muốn hiển thị cái gì ở đây thì chúng ta làm.
các bạn có thể làm giống như cái phần mà chúng ta tạo thiết kế cái trang dân hàng đó, cũng sử dụng cái loop grid thôi. Và bây giờ giả sử như mình muốn nó hiển thị giống như cái trang hiển thị các sản phẩm, tức là cái trang gian hàng của mình á, thì mình sẽ vào cái trang gian hàng, mình copy lại cái thiết kế đó, bỏ vào đây cho nó nhanh ha. Nó là cái trang shop này nè. À rồi, bây giờ cái trang gian hàng này nó bị lỗi. Lý do bị lỗi á, là khi mà chúng ta thiết kế một cái trang shop bằng Elementor, thì nếu mà chúng ta thiết lập mà nói cho Homer nó sẽ bị lỗi như thế này. Thì bây giờ chúng ta vào phần cấu hình của Homer, mình vào phần Homer setting, mình vào phần product và mình bỏ gian hàng này đi nha. Đồng thời mình đưa cái gian hàng lên menu đi cho nó nhanh, nãy giờ mình mò cực quá. Mình vào đây đó, ok. Rồi bây giờ mình ra lại trang gian hàng. Đó, thì bây giờ trang gian hàng mình nó không bị lỗi nữa. Rồi bây giờ mình ấn vào cái sửa với Elementor luôn. Rồi bây giờ chúng ta chọn cái phần này cần copy qua cái trang lưu trữ, chúng ta ấn copy và chúng ta vào lại trang lưu trữ khi nãy. Chúng ta paste vào. Và khi paste vào á, các bạn lưu ý giúp mình là chỉnh lại cái query nha, thành cái current query. Tức là mình vào phần query nè. Thay vì mình để là sản phẩm mới nhất thì mình lấy cái query hiện tại để mà lấy sản phẩm đúng. Mình ấn publish. Và khi public chúng ta chọn condition là tất cả cái trang lưu trữ sản phẩm bao gồm là shop page, search, receipt, ok vân vân. Chúng ta save lại. Nhưng mà chúng ta nên bổ sung thêm một thứ nữa, đó là nó hiển thị cái tiêu đề của cái trang này. Bây giờ mình thêm một cái account title. Và nếu mà bạn thấy nó chưa hiển thị ra cái thông tin như này, bạn bấm vào đây nè, mình tùy chọn cái dữ liệu xem trước, mình chọn review setting và mình chọn product category account nha. Lý do mình thêm vào đây á, để mà cái chức năng tìm kiếm sản phẩm nó sẽ hoạt động với cái trang này luôn đó, cho nên là chúng ta nên thêm một đoạn này vào, chúng ta lưu lại đó. Thì bây giờ mình xem thử, mình vào lại trang gian hàng nè, mình chọn sản phẩm đơn giản và mình chọn điện thoại đó, nó sẽ hiển thị ra như thế này. Rồi và đó là cái phần hướng dẫn trong video này. Ngoài ra mình biết là nó cũng còn thiếu sót một số cái, ví dụ như là cái trang tài khoản này kia, nhưng mà cái cách thực hiện thì nó cũng giống như những cái bước mình vừa làm thôi, là mình cũng vào cái phần theme builder để mình tạo template, xong trong phần đó mình sẽ nhúng, mình thiết kế từng cái phần mình muốn hiển thị trong trang nó ra thôi, nó cũng không có khác gì cả. Nên là cái phần này mình nghĩ là các bạn nên tự thao tác để mà mình thực hành ha. Bây giờ chúng ta hầu như đã thiết kế xong những cái trang cần thiết trong WooCommerce rồi đó. Nhưng mà còn một trang nữa mình nghĩ là cũng cần nên làm luôn, đó là trang này nè. Bây giờ mình thử vào phần giỏ hàng, mình thanh toán, mình đặt không tên thanh toán đây. Nó chưa có cái phương thức thanh toán để mình demo, mình vào mình tạo mẫu ha. Mình tạo mẫu cái phương thức thanh toán và setting và phần payment, mình bật cái COD lên thôi. Cái phần này chút nữa tới cái phần mà hướng dẫn về thiết lập thanh toán mình sẽ nói kỹ hơn nha. Ở đây mình làm lướt qua đây, mình có cái dữ liệu để mình thao tác thử thôi. Mình vào trang thanh toán lại. Rồi ok, mình black order. Bạn thấy là đây là cái trang nó hiển thị ra khi mà khách hàng đã đặt thành công một cái đơn hàng, thì nó sẽ hiển thị ra nó không như ý muốn cho lắm. Nếu mà các bạn muốn tinh chỉnh là phần này thì chúng ta cũng có thể tinh chỉnh trong Elementor luôn. Nếu mà nhìn vào đường dẫn á, các bạn sẽ thấy là cái đường dẫn nó có từ khóa là order received, có nghĩa là cái trang thông báo đã nhận được đơn hàng đó, thì chúng ta sẽ cấu hình lại được cái trang này. Thì để bắt đầu thiết kế cái trang này á, chúng ta sẽ tiến hành tạo một cái trang mới. Mình vào phần new page và mình tạo một trang mới, ví dụ mình tên là hoàn tất đơn hàng. Và các bạn phải lưu ý là nhớ cái đường dẫn này nha, cái tên này nè là hoàn tất đơn hàng, chúng ta copy lại đi đó. Top Publish. Rồi sau đó chúng ta sửa với Elementor.
À, quên, chúng ta thiết lập lại cái base setting nha. Chúng ta dùng cái template là full width, layout là full width. À, rồi ok. Và sau đó các bạn tìm một cái widget tên là purchase summary. À, đó, nó đã hiện ra cái dàn giống như dàn này mình thấy chưa. Bây giờ chúng ta có thể là cấu hình lại trang này tùy điều chỉnh màu sắc vân vân, nhưng mà cái đó là bạn tự làm nha, mình chỉ hướng dẫn các bạn cái cách mà chúng ta có thể cấu hình lại cái trang này thôi. Rồi bây giờ tạm thời mình coi như là mình đã thiết lập xong rồi đó. À, mình ấn Publish và mình vào phần WordPress, mình ra là JS3 và các bạn tìm tới cái mục là WooCommerce Setting. Chúng ta vào phần Advanced và chúng ta sẽ chỉnh lại cái endpoint của cái phần order receipt này thành là hoàn tất đơn hàng. Đó thì lúc này khi mà hoàn tất đơn hàng nó sẽ hiển thị ra cái trang mà mình vừa thiết kế. Rồi và đó là những gì nội dung mình muốn truyền tải trong video này, mặc dù video này nó hơi dài nhưng mà mình nghĩ rằng là để mà hướng dẫn chi tiết thì nó sẽ cần dài như vậy. Và nếu mà bạn có gặp bất kỳ cái khó khăn hay cái thắc mắc nào thì bạn có thể comment ở dưới video này thì mình sẽ là giải đáp thêm. Và ở video tiếp theo chúng ta sẽ làm tới cái bước đó là chúng ta sẽ tích hợp chức năng chọn tỉnh thành phường xã gì đó vào trong cái bước thanh toán để mà khách hàng dễ dàng chọn nhập cái địa chỉ của họ hơn. Và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.